Khánh chắc đầu đi học. Khánh chắc đầu đi học. Đang ở trước đi. Khánh chắc đầu đi học ha. Rồi vô đưa cô cho nè. Vô đưa đồ cho cô. Giỏi quá. Đưa đồ cho cô. Ai nghe nghe, bay đâu dưới đất vậy. Ai nha, bay nha. Đây. Cho nóng dần vậy.